Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào là trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đọc sách Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy có khá nhiều cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với các luật sĩ và biệt phái, các kinh sư và pha-ri-sêu. Nhưng rồi hầu hết những cuộc gặp gỡ này lại là những cuộc gặp gỡ trong hiềm khích và đối đầu, gặp gỡ trong bắt bẻ và loại trừ. Đoạn Phúc Âm ngắn mà chúng ta mới vừa nghe xong, nó cũng nằm trong tinh thần, trong một cái bầu khí tiêu cực như thế. Thánh Matthêu thuật lại là ngày hôm ấy có một người thông luật, có nghĩa là một người luật sĩ trong nhóm các luật sĩ đang có mặt ở đó, đã đứng lên hỏi Chúa Giêsu về các lệ luật. Thưa Thầy, trong các giới răn và lệ luật đấy, cái nào là quan trọng nhất? Trong ngữ cảnh của bài Phúc Âm này, chắc ai cũng hiểu được rằng hỏi thử là hỏi để thử, là hỏi để bắt bẻ, là hỏi để phê bình chỉ trích, chứ không phải hỏi để mong tìm một lời giải đáp nào đó cách chân thành. Chẳng biết Chúa Giêsu có hiểu rằng những người đang đứng trước mặt mình đây đang chờ đợi một kẻ hở, đang tìm kiếm một sơ suất nào đó để từ đó họ làm bàn đạp tống khứ Chúa Giêsu ra khỏi đời sống của họ. Thế nhưng có một điều con tin là chắc chắn, đó là Chúa Giêsu đang rất thấu hiểu và đang rất cảm thông với những con người hiền lành, chân chất. Những con người mà ngày ngày đây vì lòng yêu mến Chúa, họ phải gồng mình bước đi với 613 khoản luật chi phối toàn bộ đời sống của họ, và thêm nữa là những thói quen vô bổ, những truyền thống lạ thường, bất hợp lý khác. Và giờ đây, như một cơ hội thuận tiện, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng giải đáp: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn hai cũng giống như ấy, đó là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.
Và con nghĩ là để bảo đảm cho giá trị và tính hiệu năng của điều căn bản này, Chúa Giêsu đã nói thêm rằng toàn bộ các lệ luật và sách các tiên tri đều gói gọn vào hai giới răn đó. Thưa quý ông bà anh chị em, chẳng biết là điều Chúa Giêsu vừa nói có được người ta đón nhận hay không? Bởi vì Thánh Matthew đã không ghi lại một phản ứng nào của những người đang có mặt ở đó. Nhưng với chúng ta ngày hôm nay thì câu trả lời của Chúa Giêsu luôn luôn là một thông điệp quan trọng. Mà cá nhân con cho rằng thông điệp ấy chứa đựng và gom tóm hết tất cả những gì là căn bản, là cốt lõi từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Kính Chúa và yêu người. Cụm từ này không hề xa lạ với chúng ta, vì nó chính là sự thu gọn 10 giới răn của Chúa mà hằng ngày chúng ta đang tuân giữ trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mình. Bởi lòng kính Chúa mà tôi sẽ thực thi các điều 1, 2 và 3. Vì tình thương đối với tha nhân mà tôi sẽ cố gắng chu toàn, cố gắng tuân giữ các điều từ 4 cho tới 10. Kính Chúa và yêu người. Cụm từ này nó cũng có chung một mẫu số với điều răn mới trong Tân Ước. Đó chính là lòng yêu thương. Từ đây ta có thể mạnh dạn nói rằng Chúa Giêsu trong Tân Ước, Người đã từng nói với mọi người rằng ta không đến để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật, đã một lần nữa tóm lại hết tất cả mọi giới răn lề luật, vốn là những thiện hảo mà Chúa ban cho con người, trong một giới luật duy nhất mà thôi, luật yêu thương. Luật này sẽ chi phối toàn bộ đời sống luân lý của con người. Như Thánh Phaolô đã nói, ai biết sống yêu thương, người đó đã chu toàn lệ luật. Con nghĩ thêm như thế này, ai đã từng và ai đang sống yêu thương, người ấy chẳng cần gì đến lệ luật nữa. Dĩ nhiên, điều này phải được hiểu trên một phương diện tích cực, theo như cách nói của Thánh Phaolô. Thưa anh chị em, trong những ngày này, để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh, chúng ta phải hy sinh, và hy sinh rất nhiều để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và giới nghiêm vào buổi tối. Để cho cái biện pháp này được hiệu quả cao nhất có thể, người ta còn ban hành thêm các quy định và các biện pháp cần thiết. Thế nhưng mà ngày ngày, qua các phương tiện truyền thông xã hội, thú thật là ngày nào con cũng theo dõi tình hình dịch bệnh cả. Dĩ nhiên là luôn luôn cầu mong cho F0 phải giảm xuống. Vì F0 giảm xuống thì tử vong mới kéo theo là giảm xuống. F0 còn cao, F0 còn báo động đỏ thì hiểu là tử vong cũng sẽ rất cao. Ngày ngày qua các phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn còn thấy không ít những trường hợp xảy ra mà người ta đều đồng ý với nhau rằng đó là những tình huống vi phạm giãn cách xã hội đấy. Con cũng hiểu được rằng
Mỗi người bước ra đường trong lúc này đều mang một lý do riêng, có thể rất cần cho mình đấy. Điều đó đúng hay sai hoàn toàn không phải là chuyện con muốn nói đến lúc này và ngay chỗ này. Con chỉ muốn liên kết những sự kiện thực tế ấy với thông điệp của bài phúc âm hôm nay để hiểu thêm được giá trị của luật yêu thương và hiệu quả thực tiễn mà Thánh Phaolô đã nói ở trên. Con trộm nghĩ rằng trong thời điểm rất phức tạp này, nếu tất cả mọi người biết đặt lòng yêu mến lên trên hết, lòng yêu mến quê hương đất nước, lòng yêu mến dân tộc, lòng yêu mến anh chị em của mình, lòng yêu mến những người đang đứng đầu ở tuyến chống dịch, lòng yêu mến đối với các y bác sĩ, mà con nghĩ rằng từng giờ từng phút một họ chiến đấu để giành giật sự sống cho anh em của họ, và kể cả lòng yêu mến bản thân của mình nữa, thì có lẽ sẽ bớt đi những tình huống như thế. Thì có lẽ mọi sự sẽ diễn ra như người ta mong muốn. Ước mong rằng tất cả chúng ta, những người đã và đang sống theo giới răn lề luật của Chúa, chúng ta biết đặt lòng yêu mến lên trên hết và coi đó như là linh hồn của đời sống đạo, linh hồn của đời sống đức tin chúng ta. Chúng ta giữ luật Chúa vì lòng yêu mến và bởi lòng yêu mến, chứ không bởi bất kỳ một điều gì khác, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được điều mà Thánh Phaolô đã nói: ai biết sống yêu mến, người đó đã chu toàn lề luật.